Mèo 2K4 công khai danh tính nam chính clip 18 cộng là thần đồng liên quân. Cái tên mèo 2K4 đang được đông đảo người hâm mộ nhắc đến sau scandal lộ clip nhạy cảm. Không chịu nổi áp lực của dư luận, cô nàng đã lên tiếng trước scandal. Sau nhiều giờ im lặng, cuối cùng trên fanpage gần 600.000 lượt theo dõi, streamer có biệt danh mèo 2K4 đã chính thức lên tiếng. Nam chính trong clip tên bé Tranh. Hiện nhân vật này cũng đã lên tiếng ngay khi scandal nổ ra. Nam streamer nổi tiếng xác nhận mình là nhân vật trong đoạn clip, nhưng không phải là người đã tung clip lên mạng xã hội. Nam streamer này cho biết thêm rằng, thời gian trước có mang điện thoại đi sửa và rất có thể nhân viên cửa hàng điện thoại đã làm điều đó. Được biết, đôi trẻ đã có thời gian 2 năm yêu đương nhưng giờ đã chia tay. Và khoảng thời gian đó, họ có ghi lại một vài hình ảnh nhạy cảm. Đến khi chẳng còn là gì của nhau, clip bất ngờ bị phát tán lên mạng xã hội. Hiện mèo 2K4 đang rất sốc, nằm điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, cô đã có những chia sẻ riêng và nhờ quản lý đăng tải trên trang fanpage hơn 567.000 người theo dõi. Bản thân em không biết clip bị phát tán, chuyện xảy ra cách đây 2 năm rồi. Ban đầu, em có yêu cầu bé Tranh lên tiếng đính chính và anh đã đồng ý. Việc clip phát tán ra ngoài, cả em và Tranh đều không xác định được ai là người phát tán. Nếu mọi người biết nguồn clip ở đâu, có thể liên hệ với em. Em xin hậu tạ và xử lý thật ổn thỏa, cô công khai nam chính trong clip. Qua bài đăng của mình, mèo 2K4 cũng nhận sai và lên tiếng chịu trách nhiệm. Em không chối bỏ trách nhiệm. Em chỉ nói ra sự thật những gì đã diễn ra. Đây sẽ là bài học đắt giá dành cho bản thân em, cô nói thêm. Về tình hình hiện tại của mèo 2K4, cô đã phải đi cấp cứu vào đêm qua khi sự việc xảy ra. Hiện tại, sức khỏe của nữ streamer đã ổn định, tuy nhiên về tinh thần thì vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng trước cú sốc này. Hiện tại, sự việc này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Thiết nghĩ, người sai ở đây không phải là BC hay mèo 2K4, mà là người đã đăng tải clip riêng tư của người khác lên mạng xã hội để trục lợi. Được biết, cặp đôi từng yêu nhau từng được cộng đồng liên quân biết tới và gửi lời chúc phúc. Tuy nhiên, vì áp lực từ người hâm mộ cả sau đó cả hai đã chia tay nhau. Mèo 2K4 còn có một nickname khác là công chúa bánh bao. Theo như nữ streamer giới thiệu, hàng ngày vào lúc 10 giờ cô sẽ stream và tương tác cùng fan tại kênh riêng. Nhờ vẻ dễ thương cùng sự hoạt ngôn, mèo 2K4 luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của cộng đồng game thủ. Với riêng cộng đồng liên quân mobile thì hiện tại, mèo 2K4 được mệnh danh là streamer số 1. Dù mới làm việc trong lĩnh vực streamer nhưng cô gái trẻ đã có kênh YouTube hơn 150.000 người đăng ký cùng 2 triệu người theo dõi trên TikTok. Bên cạnh công việc của một streamer, mèo 2K4 còn tham gia nhiều hoạt động, lĩnh vực khác như đóng phim ngắn, làm mẫu ảnh và dẫn chương trình. Mới đây, cô còn gây chú ý khi các clip hot trên TikTok được chia sẻ trở lại, nhận được nhiều tương tác, bình luận.